Đây chương trình đấu chúng ta nói rồi, chúng ta biết là ở cái trận đấu này thì qua đội tuyển chúng ta tập trung là chúng ta có 6 cầu thủ mới, nên đội tuyển 10 là 10 cầu thủ toàn từ 23 tuổi và 81 tuổi. Thì mục tiêu của trận này chúng ta biết là tôi đã nói trước đó là chúng ta sẽ làm đánh giá về việc tìm ra các cầu thủ mới và tăng cường cái sức tổ chức của đội bóng chúng ta. Vậy là 6 cầu thủ mà mới thì chúng ta biết là Trường Văn Khang và tất cả các cầu thủ khác đều được trên 45 phút ở trận đấu này. Tuy về mặt chiến thuật thì cái mức độ là với các bạn mới cho nên là các bạn chưa hiểu nhiều về chiến thuật. Còn về kinh nghiệm thì chúng ta biết các bạn đều đủ trẻ. Có thể có một vài có vài chút là chưa đầy đủ. Nhưng mà bằng tinh thần về mặt cái tâm thế thi đấu cống hiến cho đội tuyển, tôi nghĩ là họ đã trao được niềm tin cho tôi. Và trường hợp của Phan Tấn Tài thì theo những cái đối là cá nhân thì có lẽ cá nhân nghĩ là bạn đã làm được tốt cái yêu cầu cho tôi của chúng tôi để làm. Mời gọi ca. Mời giới thiệu. Thank you.
tất cả mọi tình huống, tất cả mọi tình huống để làm thế nào có thể đối phó tốt với tình huống.